Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, uh, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Uh, như đã biết ấy, thì những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm 2024 năm Giáp Thìn được đánh giá là khá là tốt, có nhiều cái khởi sắc, thâu thu được nhiều tài lộc và may mắn. Thì để xét về cái vận hạn của những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 thì chúng ta cũng đều dựa trên cái sự phân tích về các mối quan hệ như là thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành cũng như là cái hệ thống sao chiếu mệnh và cái vận niên của năm. Bên cạnh đó cũng dựa vào cái vòng trường sinh, cái vòng trường sinh và cái hệ thống bát tự để chúng ta phân tích chi tiết về các hung vận hạn. Từ đó sẽ nắm được cái phần tổng quan chi tiết và có những cái kết luận chính xác giúp gia chủ tuổi giáp tý có thêm cái may mắn và tài lộc trong năm. Vậy nên là nếu mà quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình thì sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn Cho công việc và trong cuộc sống. Từ đó sẽ gia tăng thêm được cái may mắn và cái tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn được đánh giá là một năm khá là cắt lành may mắn. Nếu mà quý vị biết được ba điều này thì chắc chắn những người tuổi Giáp Tý sẽ có một cái cuộc sống khởi sắc trong năm. À, như quý vị đã biết, những người tuổi Giáp Tý trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì cái vận trình của những người tuổi giáp tý đã có những cái khởi sắc trông thấy so với cái năm 2023 trước đó. 2023 là một cái năm mà bị cục diện là mão và tí là tương hình, hình hại vô lễ. Vậy nên là nó xảy ra không ít những cái rắc rối, những cái chắc trở với những người tuổi giáp tý, đặc biệt là nam hạ. À, nhưng mà năm 2024 thì nó đã xua tan những cái khó khăn, những cái chắc trở trước đó để đón nhận những cái tiên năng mới, đón nhận cái vận trình may mắn trong năm. Nói chung với tình trạng sa sút của năm 2023 đã giảm bớt đi rất nhiều. Vận khí của những người tuổi giáp tý từ đầu năm, đấy từ những cái cái tháng đầu năm ấy cũng đã có những cái sự thăng hoa rực rỡ và cũng khá là ổn định. Không có nhiều thăng trầm nhưng mà cũng có những cái sự đột phá nhất định. À, quý vị cần phải chú trọng quản lý bản thân mình, nâng cao cái năng lực đấy, cân bằng giữa cuộc sống và cái công việc thì mới có thể là cải thiện được cái vận trình của mình. À, trong năm thì được cái cục diện tam hợp thân tí thìn cái tam hợp thủy cục nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên là nó có thể là hóa giải cái phần nào cái vận xui của năm do cái hạn tam tai nó mang lại dù vậy những người tuổi tý vẫn phải cần có sự thận trọng không nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực quen thuộc để giữ những cái may mắn bên cạnh mình à, nói chung ấy, dưới đây là những cái nhận định về cái vận trình tử vi của những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 năm hạn đúng không ạ thì trong năm ấy nói chung là cái sự nghiệp của bản mệnh cũng có những cái điểm sáng đáng kể dù thách thức vẫn còn đó nhưng mà không phải là không có cách xử lý các bạn cần phải cố gắng điều chỉnh cái tâm lý dần dần thích ứng với cái nhịp điệu và cái sự thay đổi của cái vận trình năm cơ hội nó đến không ít nhưng mà có nắm bắt được hay không ấy hoặc là nắm bắt được tới đâu ấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách hành xử của những người tuổi giáp tý chỉ cần các bạn tập trung vào phát triển cái lợi thế của bản thân mình ấy, và có sự tính toán một cách kỹ lưỡng cân nhắc thì các bạn sẽ gặt hái được không ít cái thành tựu. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc thì nói chung ấy có những cái tín hiệu tích cực nhờ hàng loạt cái cắt tinh nó chiếu mệnh. Cái việc kiếm tiền khá là suôn sẻ. nó cũng được người khác giúp đỡ trong chuyện làm ăn buôn bán và cũng được cái khoản lời lãi đáng kể như mơ ước. À, dù vậy thì gia chủ vẫn nên chú ý đến cái tâm trạng thất thường. Đừng có vì những cái chuyện vặt vãnh mà nóng nảy hay là cáu gắt kẻo lại phá hỏng những cái mối quan hệ đang có lợi. Đồng thời chú ý trong chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh và tránh xa những mâu thuẫn những cái xung đột không cần thiết do những cái hiểu lầm có thể xảy ra Ở trong năm ấy, thì gia đạo và tình duyên ấy, thì ít có biến động lớn các mối quan hệ lứa đôi hay là vợ chồng thì cũng đều là bình lặng ít có sóng gió đó cũng có thể được coi là một cái điều đáng mừng đấy à, những người độc thân thì có một vài cơ hội cái tình cảm nhờ cái sức hút tăng vọt à, tuy nhiên quý vị cũng nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt về cái chuyện tình cảm và tiền bạc À bên cạnh đó trong năm thì sức khỏe nói chung ở cái năm cuối của năm tam tai ấy, lại có một vài cái khung tinh nó tác động đến vậy nên tuổi tý cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của cơ thể à, quý vị rèn luyện thể dục thể thao tùy vào cái sức khỏe của mình sinh hoạt khoa học và điều độ để giữ gìn cái sức khỏe bên cạnh đó các bạn cũng nên chú ý khi đi lại tránh va vấp hoặc là gây ra những cái tai nạn à, thưa quý vị Xét về cái vận trình năm 2024 dựa vào cái cắt tinh và cái hung tinh để chúng ta luận giải đúng không ạ? Thì chúng ta biết những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 nam ạ người này có thiên can là giáp, địa chi là tý, à, có lá số là dương nam nhé, dương nam, có ngũ hành bản mệnh là hải trung kim, cung mệnh là cung đoài thuộc kim, đó, được gọi là ốc thượng chi thử, có nghĩa là chuột trong nhà, có xương con chuột, tướng tinh con chó sói, con nhà bạch đế phú quý. À, xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi. Thì chúng ta biết giáp gặp giáp thì nó là gì? nó là cái tỷ kiên, tỷ kiên đúng không ạ? Thì năm 2024 nó giáp thìn. À, cái con đường sự nghiệp của những người tuổi ấy, giáp tý nam mạng thì kém may mắn vì tỷ kiên nó lâm vận. Ở nhà thì không sao, nhưng mà cứ đi ra ngoài là có chuyện. Nếu mà không phải tăng ca hay là đi làm ấy, thì quý vị nên ăn phận ở nhà. Bản mệnh hay bị phải ôm đồm nhiều việc và bị cấp trên vẽ việc cho mà làm thêm. Những người là quản lý thì hay bị cấp dưới khen ghét nói xấu sau lưng. Vì vậy để hóa giải cái cục diện tỷ kiên này, này Quý vị những người tuổi Giáp Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. À, thưa quý vị, à, bên cạnh đó xét về cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta có tí gặp Thìn thì nó là cục diện tam hợp. Nói chung ý, trong năm 2024 nó Giáp Thìn à, Được cái cục diện tam hợp nó lâm vận Vậy nên là những người tuổi à, Tuổi Giáp Tý thì có quý nhân phù trợ Vận khí thì hanh thông Tinh thần phấn khởi Gia đạo hài hòa Tiền bạc thì khá là dồi dào Nói chung công việc làm ăn thì cũng khá là xuân sẻ Đấy do được quý nhân tam hợp giúp đỡ Vậy nên là được cái cục diện tam hợp thái tuế nó trợ vận Vì thế mà những người tuổi Giáp Tý Nam ạ Quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần lớn nhất trong năm. Thái Tuế tinh quân năm 2024, năm giáp thìn chính là ngài Lý Thành Đại tướng quân. Biểu tượng của ngài là một tay cầm cái kiếm và một tay cầm một túi vải. Đó, quý vị có thể đặt cái kim bài Thái Tuế ở trong túi, trong ví hoặc là trong cái ốp điện thoại. À, quý vị luôn mang theo bên mình để được Thái Tuế che chở giúp đỡ. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn bình an trong năm 2024. À, nó giáp thìn do được thái tuế tương trợ giúp đỡ. ở à, bên cạnh đó xét về quan hệ ngũ hành, chúng ta biết là giáp thìn là ngũ hành thuộc hỏa, giáp tý là ngũ hành thuộc kim, hỏa kim là tương khắc. như vậy là mệnh chủ và lưu niên ý, tức là mệnh chủ bị lưu niên nó khắc. À, vậy nên là trong năm ấy tâm lý cáu kỉnh, dễ nóng giận khiến cho các mối quan hệ xã giao hay là tình cảm nó bị gây trục chặt, gây bất lợi cho cái công việc cũng như là trong chuyện tình cảm. Như vậy trong năm 2024 nó giáo thìn xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi và âm dương ngũ hành ý, thì nói chung ấy là đây là một cái năm mà cát lành với những người tuổi giáp tý họ có xu hướng là ổn định bon chen vất vả hay là thăng trầm công việc thì cũng được thuận lợi nói chung làm ăn thì suôn sẻ tiền bạc thì dồi dào tiêu pha thì cũng không phải nghĩ à, tuy nhiên đôi khi tâm lý nóng nảy vội vàng khiến gia đạo bất hòa môi trường làm việc thì căng thẳng nếu mà khắc phục được ấy, thì cái vận trình năm 2024 nó giáp thìn sẽ được thuận lợi hơn và tài lộc nó sẽ đến với những người tuổi giáp tý trong thời gian này. À, thưa quý vị, chúng ta cùng xét về cái vận niên, cái vận niên đúng không ạ? Thì trong năm giáp thìn ấy, những người tuổi giáp tý nam mạng sẽ gặp cái vận niên là kê hồi viên, tức là gà về vườn đấy. Cái biểu tượng này nó mang cái ý nghĩa là gà về vườn thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, có nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thì thịnh vượng. Cái việc cầu tài thì được tài, cầu lộc thì được lộc, cầu bình an thì lại đắc bình an. À, biết tin tưởng vào bản thân thì mọi việc đều được thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm ấy, thì nam mạng tuổi giáp tý mạnh dạn bày tỏ cái tình cảm với đối phương. Hãy chủ động làm hòa sau mỗi lần tranh cãi. Mọi sự sẽ được an bài. Nói chung ấy, cái việc dự tính đã từ lâu cũng sẽ thành công vì biết là dám chủ động và liều lĩnh. À, các cặp đôi thì dự tính kết hôn hay là sinh nở thì đều gặp may mắn, cát lành trong năm. À, thưa quý vị, những người tuổi giáp tý sinh năm 1984, năm hạn trong năm 2024, năm giáp thìn ấy, thì chúng ta biết là họ là 41 tuổi. 41 tuổi thì được cái sao Thái Dương nó chứa bệnh. Như vậy là trong năm 2023 là gặp cái sao Thái Bạch, nó quét sạch cửa nhà, cái tài lộc bị hao tốn. Nhưng mà bước sang năm 2024 lại được cái sao Thái Dương nó chứa bệnh. Mở sao Thái Dương ấy, nó là một cái đại cát tinh. Đó ạ. À, các cụ ngày xưa có bài thơ là gì? Thái Dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới, tuổi đời giàu sang. Tháng 10 ra đạo rộn ràng, công danh trái loại, ngập tràn ước mơ. Thái Dương nó là cắt tinh, nó mang lại cái sự tốt lành, phát triển về công danh, sự nghiệp cho đương số. Năm mà gặp được cái sao này chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, tiền tài thì may mắn, gặp may mắn trong cái việc buôn bán kinh doanh. À nhất là cái tháng 6 và cái tháng 10 âm lịch là hai cái tháng đại cát với những người tuổi giáp tý nam ạ. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt lấy cái thời cơ này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Và để tăng cường thì quý vị có thể là đầu năm cũng làm một cái lễ ngay sau giải hạn để đón nhận cái vận may do cái sao Thái Dương nó mang lại. À, thêm nữa với gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm mạng 41 tuổi thì gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận đúng ạ? Trong tám cái niên hạn thì cái hạn toán tận nó là một cái đại hạn chủ về tiền bạc, chủ về hao tài, chủ về ngộ độc. Cái hạn này nó thường đến một cách bất thình lình, ảnh hưởng nặng hơn đối với đối với nam giới. Nhắc đến cái hạn này thì người xưa vẫn có cái câu, câu thơ lục bát như sau toán tận vận đến thình lình đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi à, tức là khi gặp cái hạn toán tận thì gia chủ sẽ mất mát tiền bạc tài sản cũng sẽ bị mất mát mà không thể dự tính trước được cái sự mất mát này nó xảy ra một trong hai trường hợp một là gì bị đánh cắp bị cướp mất thứ hai là gì do làm ăn bị thua lỗ bị phá sản đó nói cách khác là trong năm ấy thì khi di chuyển bên ngoài ấy, dễ gặp cái chuyện mất mát về tiền bạc có thể đánh rơi mất hoặc là bị cướp mất đó nhẹ thì mất mát tài sản nó còn nặng thì có thể là đe dọa đến cái tính mạng đó ở à, trong năm thì cái chuyện hùn hạp vốn làm ăn với người khác thì gặp những cái tai họa bất ngờ nó ập đến khiến cho công việc làm ăn bị thất bại tài chính kinh tế thì đầu tư thua lỗ và dễ dẫn đến chuyện phá sản trắng tay đặc biệt là cái hạn này thì nó nặng với nam giới vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng à, thưa quý vị và để hóa giải cái sao thái dương cái hạn toán tận cũng như là cái hạn tam tai ấy, đặc biệt là với những người tuổi giáp tý là gặp cái hạn tam tai năm thứ ba đúng không? ạ? Vì thế để tăng cường cái 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 cắt tinh do sáu thái dương mang lại và có hóa giải cái hạn toán tận và cái hạn tam tai thì những người tuổi giáp tý nam mạng quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quan pháp bảo minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật nó được làm bằng bạc trên sáu cạnh nó có khắc lục tự đại minh chú của nhà Phật mặt trước và sau có ý hình bông hoa sen tức là liên hoa là nơi tọa thiền của đức Phật và ở giữa này là quý vị chú ý nó có một cái viên cầu cầu pha lê khi chúng ta dọi đèn qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đó. Vậy nên khi mang theo bên mình nó sẽ giúp quý vị là khai sáng trí tuệ, trở nên minh mẫn hơn, trở nên sáng suốt hơn trong khi ra quyết định. Bên cạnh đó nó là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Vậy nên nó cũng sẽ giúp cho chúng ta được tịnh tâm an nhiên. Đó. Đặc biệt là cái minh quang pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trong năm 2024 à, năm giáp thìn. À, thưa quý vị, nói chung ý, xét về cái tổng quan vận hạn thì năm 2024 năm giáp thìn là một cái năm lý tưởng để cho cái đương số khẳng định cái vị thế của bản thân trong tập thể, có khả năng thăng tiến mạnh mẽ, con đường công danh thì sáng chói, gặt hái được không ít những cái thành quả đáng để. Có điều là cần phải có kế hoạch chi tiêu cẩn trọng, tránh bị hao hụt nhiều hoặc là ham cái thú cờ bạc đỏ đen mà lại bị tiền mất tật mang và vì tiền mà bỏ mạng đó bên cạnh cái sao chiếu mệnh thì chúng ta cùng xét về cái lưu niên của năm nữa thì những người tuổi giáp tý năm mạng có cái lưu niên nó lâm vào đất đế vượng nó chẳng mệnh nên là không ít người tuổi giáp tý trở nên cao ngạo hơn khi mà bản thân có những cái thành tích còn những người khác thì không có nếu bản mệnh duy trì cái thái độ này thì cái cuộc sống của các bạn sẽ phải lao đao vì những người do ghen ăn tức ở mà tìm cách gây hại cho các bạn lời khuyên dành cho những người tuổi giáp tý là nên khiêm tốn vì trong cái thế gian này còn rất nhiều người giỏi hơn các bạn chỉ là các bạn chưa có cơ hội gặp được họ mà thôi à, thưa quý vị xét về cái năm 2024 năm giáp thìn thì chúng ta biết cái địa chi thìn nó ẩn tàng thiên can là mậu quý và và ất đúng không ạ chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là cái vận thiên tài giáp gặp quý là chính ấn và giáp gặp ất thì nó là cái kiếp tài như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa các cát tinh như là gì? Thiên tài và chính ấn. Đó. Nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cát lành và may mắn nếu như mà quý vị nắm bắt được cái vận niên này, nắm bắt được cái cái vận thế này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ là giáp gặp mậu thì nó là cái vận thiên tài, đúng không ạ? Nói chung ấy là năm 2024 những người tuổi giáp tí nam hạ có thiên tài là chiếu mệnh nên là có những cái dự định mà các bạn đã thực hiện ấy hoặc là những cái khoản đầu tư từ trước đó cũng sẽ phát sinh nhiều cái lợi nhuận hoặc là những bạn làm nghề tay trái hoặc những công việc phụ ấy sẽ ăn nên làm ra hơn những người khác. Bản mệnh có quyền tự tin và tự lực cánh sinh, à, không phải ăn bám bất cứ ai. Tuổi này ở đâu thì cũng sống tốt nhờ cái tinh thần nhanh nhẹn và chịu khó của mình. Vậy nên để tăng cường cái vận may do thiên tài mang lại thì những người tuổi giáp tý quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho tài lộc vượng tiến, đấy, tiền bạc thì cứ ùn ùn chảy vào túi. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp tý nam mạng sinh năm 1984 tiếp theo chúng ta xét về giáp gặp quý thì nó là cái vận chính ấn như vậy là cái chính ấn ấy nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng nó sẽ báo hiệu là những người tuổi giáp tý nam mạng có vận trình công việc là nói chung là đôi khi cắt hùng nó lẫn lộn vậy nên là những người đang nắm quyền hành hoặc là những người đòi hỏi quyền lợi hoặc là những người mà muốn thăng quan tiến chức thì sẽ gặp may mắn tuy nhiên công việc còn trì trệ do là chưa có người dẫn dắt chỉ đường Bản mệnh đôi khi bị bế tắc và chưa có cái trí lớn nên là gì, mọi thứ vẫn ở mức bình bình. Vì thế để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi giáp Tý năm mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. À tiếp theo chúng ta có giáp gặp Ất thì nó là cái kiếp tài. Nói chung là cái kiếp tài nó xuất hiện trong cái la số tử vi của những người tuổi giáp Tý trong năm 2024. À, nó giáp Thìn ấy, thì nó cũng báo hiệu rằng là bị kiếp kiếp tài nó ám hại vậy nên là những người tuổi giáp tý có thể bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ vì luôn gặt hái được nhiều thành công hơn những người khác à, quý vị hãy luôn chú ý vào từng cái nhiệm vụ của mình chớ có lơ là tạo cái sơ hở để cho kẻ xấu lợi dụng gây ảnh hưởng đến cái hình tượng của bản thân à, và để hóa giải cái hạn do là cái kiếp tài nó mang lại thì quý vị cũng luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi giáp tý. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về cái vận trình năm 2024 uh, năm giáp thìn của những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 năm ạ. À, tổng quan lại thì đây là một cái năm khá là may mắn hanh thông khi mà chúng ta xét dựa trên các vận hạn, các hung vận hạn cũng như là cái hệ thống sao chiếu mệnh và dựa vào cái vòng trường sinh cũng như là cái vận niên của năm. Đó. À, tổng kết lại là năm 2024 ấy, thì những người tuổi giáp tý tràn đầy may mắn, vượng vận quý nhân, tài lộc thì dồi dào, làm ăn thì dễ gặp những điều may mắn hơn so với cái năm 2023 năm Quý Mão. Nói chung ấy, năm 2024 sẽ hứa hiện là một năm bội thu ở nhiều cái phương diện. Miễn là những gia chủ giáp tý biết kiềm chế cái tính nóng nảy và cái tâm lý vội vàng, mưu sự thì gì cũng có thể đạt được. Đồng thời cũng cần phải tránh tâm lý quá khích hay là chủ quan. À, các kế hoạch nếu mà không có những cái tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu vào ấy, thì bản mệnh dễ sẽ bị bỏ cuộc nửa chừng hoặc là gì? Làm việc nó bị dở dang Mặc dù năm nay tài lộc khá là dồi dào, có lộc kinh doanh buôn bán, thu nhập thì cũng đều gia tăng khá tốt, nhưng mà bản mệnh cũng không nên chạy theo cái xu hướng đầu tư mạo hiểm một cách mù quáng, cần phải lập kế hoạch tài chính và giữ cái đầu óc thật tỉnh táo thì mới có thể tìm được những cái dự án mới để kiếm tiền tốt hơn. À về sức khỏe thì các bạn dễ trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng khi mà công việc không vừa ý. Điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ, lại vừa gây hại cho cơ thể. À, các bạn cần phải học cách tĩnh tâm lại. À, có thể là tham gia vào những câu lạc bộ thiền hay là gì, à, tham gia vào ngày rằm mùng 1 cũng nên đi đỉnh đền miếu phủ chùa chiền để có những cái sự tĩnh tâm cho cơ thể. Đó. À, từ đó quý vị cũng nên là có những cái suy nghĩ tích cực hơn thì cuộc sống mới được êm đẹp và may mắn được. À thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 năm mạng Trong cái năm 2024 nó rất thìn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn